Sáng nay ngày 17 tháng 7, Hội đồng nhân dân huyện Đông Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 20 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, thảo luận quyết định một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự kỳ họp 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế xã hội của huyện Đông Sơn tiếp tục phát triển. Trong 28 chỉ tiêu chủ yếu năm 2024, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,5%, vượt chỉ tiêu 0,2%, thu ngân sách nhà nước ước vượt 60% so với dự toán tỉnh giao. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao đạt 35,5 ha, xây dựng thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 lên 25 trên 38 trường. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực. Văn hóa xã hội có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung nghiên cứu thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo tờ trình và thông qua 10 nghị quyết về đầu tư phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2024.